Hello chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại video theo của mình. Đấy chiến đấu đây anh em ơi. Nay uh, chiến muộn một chút, đấy vừa mới rảnh tay xong công việc anh em ạ. Bắt đầu chiến đấu nhá. 2 năm củ thì mình cũng tích lên từ vốn 10 củ đây. Anh em xem video anh em cũng biết mình mình chưa rút ra. Con này vẫn tiếp tục chiến uh, đẩy lên uh, tầm 30 củ mình sẽ nghỉ nhá. Chốt lại 5 củ cứ nhẹ nhàng cơm gạo thôi anh em. Gần Tết rồi, nay mùng 4 mùng 5 gì đấy rồi. Đấy địch uh, dương nó là 15 rồi âm mình chính là mùng mùng một, một năm anh ạ thế là còn hai năm này thôi là kết thúc năm 2023 lịch âm rồi còn dương hôm nay 24 năm 2024 thì uh, Ngày ngày năm rồi lại sẽ bị tháng 2 rồi rất nhanh loanh quanh lại tết Đấy, lại hết tết lại quanh quanh này lại... hết năm rất là nhanh anh em chưa bộ môn này mà tính dính và tí nữa lãi thì thôi rồi đảm bảo là thời gian nó trôi cực nhanh luôn anh em cứ động tí là đến trả lãi mà giả lãi thì gốc vẫn còn thế anh em ạ nợ đang lãi cực kỳ kinh khủng luôn ok nhá tập trung vào bàn game chiến đấu như con này mình thấy so sánh với con 8 OS thì con 8 OS trước mình chơi với con đấy rất là lâu mà so sánh thì hay thấy hai con thấy con này là ok hơn vấn đề nạp rút anh em ạ con 8 OS là nó rất hay ngâm tiền nhưng con này là vấn đề nạp rút là chưa gặp tình trạng ngâm tiền phát nào còn cầu kèo thì bên này nó cũng có 4 cổng tay xỉu nó cũng như con 8 OS thôi về sảnh giao diện thì anh em cũng liệu đổi con game khác thì chơi nhìn lạ mắt chút thôi nhưng mình thấy con vb bảy này là nhìn sao rảnh sảnh giao diện này nhìn nó đỡ đau mắt anh em ạ có tám mét nhìn nó lòe lòe quá đau mắt ừ. vào làm nhẹ tay đầu tiên nhá vào theo xí ngầu thứ tải tay đầu ba uh, củ anh em cũng chờ xem tay này về gì ôi đứt rồi à. nặn ra xí ngầu một vẽ bốn này thì uh, Khó mà có cứu được em nhỉ không sao anh gãy cầu à, tay vào một tay cầu hồi nhá hai năm củ này cứ để lên ba mươi mình sẽ nghỉ anh em nhá bắt củ chính vào một tay hồi hồi tài anh em ạ xem anh em xem video được tiếp mình muốn làm chia sẻ nhé còn em nào mà đang chơi bên tám hết cầu kèo không bắt được hay nào rút có vấn đề anh em muốn đổi qua con game vv 7 thì link đăng ký con game là mình để phía dưới phần bình luận và hiện tại con game đang cốt trải nghiệm cho anh em thực ra cốt nó chẳng đáng bao nhiêu đâu hai chục hai chục đến tám chục cốt thì anh em trải nghiệm nó cứ rút nó cứ nạp vào chiến à cứ nhận cốt rồi cứ oanh thắng là anh dâm rút Chả phải nạp ừ. làm gì cả anh em ạ nhiều con nhận cốt xong lại phải làm các kiểu như con này thì không phải nạp anh em nhá em cứ nhận cốt và chiến đấu thôi thắng em rút ra thua anh em chẳng mất gì ok thành công một tay gấp tiếp này đẩy số vốn lên lạc uh, 27 cổ rồi 27 bảy 7 lãi được cả hai củ 7 anh em nhé cứ nhẹ nhàng cơm gạo mỗi ngày thôi anh em không phải nóng vội Đấy. tiền thì nó chỉ chuyển từ túi này sang túi đằng kia thôi chứ để mà đánh hơn thua vào nhà cái không không bao giờ ăn được anh em nhà cái nó không mất gì đâu đúng không anh em đấy anh em chơi uh, chơi cái sảnh này anh em mất tiền phế thôi nhà cái nó thu tiền phế là đủ nó đã đủ rồi anh em ạ còn nên thắng một hai chục thì trả trả xin chặt thấm vào đâu cả đấy anh em thắng một hai chục thì lại thằng khác cái thua thôi thông thường chơi bộ môn này anh em đa phần là thua thì anh em tham mà anh em chơi vào cổ đen này tham anh em chơi nhiều ấy và cầu đen anh em nóng bạc ấy, rất là dễ cháy tài khoản nhưng mình ấy thôi trước chơi không bây giờ không bây giờ biết nghỉ luôn anh em tiền có chơi nào thua bằng hết thì thôi rút ra và rút ra thẻ rồi vẫn ngưng ngáy trên tay lại vẫn nạp vào tiệc chưa và sáu bụng xin một rồi một sáu bốn anh em ạ gậy nhá 11 này, 11, 6, 17 này. 17 nghìn xỉu này. Tiếp tục vào một tay xỉu đi. Ok, vào ba củ. Đấy. Cứ nhẹ nhàng cơm gạo thôi nhau, không phải nóng vội làm gì cả. Vốn ít thì mình không chỉ căng được. Như trước là mình chơi vốn 50 thì tay kết thì mình có thể thử tải 5, 5 củ được. Còn như chơi số vốn đó, 25 củ này vốn nhỏ thì thử tải nhẹ nhàng thôi một hai cụ ba bốn cụ anh em ạ tay kết lắm thì mình vào mạnh còn khi thua mà anh em căn được tay những tay cầu hồi hay là tay kết của mình mình có thể bích cho kiểu gấp tiếp được nào nha cùng mình vào bát nhé ok chưa ok chưa bú thành công luôn anh em ơi một tay sửu uh, sáu anh em rực rỡ luôn anh em thấy cách chơi của mình hay cái bắt cầu mình chuẩn anh em cho mình một like và chia sẻ nhá cảm ơn anh anh em rất nhiều Đấy, chia sẻ đến những anh em nào mà chơi đang chơi đỏ đen mà chưa bắt được cầu kèo Đấy, anh em áp dụng công thức của mình cũng rất đơn giản thôi Chục cầu chính là, là lịch sử phiên cộng điểm xí ngầu và mẹo quan trọng nhất là cho lãi non Đấy, anh em chơi biết điểm dừng ok tay này vào một tay ba cổ xuất lái like em anh em nhé cứ nhẹ nhàng cơm gạo thôi, đủ chi tiêu là té rồi anh em công việc chính thì mới phải làm mình rảnh uh, tay tí thôi rồi mình uh, làm nói chung là buôn bán tự do thì việc thì không hết anh em ạ nhưng mà cứ rảnh rỗi thì mệt mình nghỉ, mình nghỉ ngơi thời gian không như hồi xưa đi làm công nhân đủ uy tín chưa anh em ơi mẹ lên con sấy g sáu với ba là mình cũng vẫn chưa tự tin anh em ạ tại vì thông thường là cứ nặng là single ba với em single sáu ba là hay về một lắm bú thành công em nhá đợi số bốn ba mươi củ này thì cũng à, đã chỉ tiêu lãi rồi thì mình kết thúc video ở đây cho anh em xem video áp dụng đường cầu chơi thành công rực rỡ nhá hãy nè hãy hãy em ở những video tiếp theo